Cũng đặc biệt như bao nhiêu sản phẩm đặc biệt khác của Kỳ Lân Luxury về đồ da thì sản phẩm này cũng chứa logo Vương Miện, một cái logo biểu trưng cho sự cao quý, một logo biểu trưng cho sự sang trọng và đẳng cấp, bằng vàng nguyên khối đính 3 viên kim cương vuông thiên nhiên. Chào mừng tất cả quý khách hôm nay lại đến với kênh YouTube trên fanpage của Kỳ Lân Luxury. Hôm nay lại được xem một chủ đề rất hấp dẫn và rất hay trong chủ đề sản phẩm đồ da của Kỳ Lân Luxury. Và đây là cái một cặp luôn. Đây là một cặp dùng cho unisex, cả bác trai bác gái, bạn trai bạn gái, nói chung là nam nữ đều dùng vô tư. Và mình sẽ khám phá cái đầu tiên là nó đơn giản lắm, nắp thì nắp bạc thôi, nó có hít như thế này. Với bộ nút hít lật ra thì nó bên trong nó giống như một cái ví bình thường, bên trong cũng ngăn đựng tiền và hai ngăn mỏng hai bên, đồng thời có những ngăn để đựng thẻ ATM, đựng giấy tờ. Đây gặp lại rất là gọn, nhưng mà đặc biệt là nó có cọng dây đeo vậy nè, unisex. Thì mẫu này dành cho nam cũng được, dành cho nữ cũng được, và chất liệu nó là bằng da cá sấu, đây gọi là cá sấu Bạch Tạng. Cũng đặc biệt như bao nhiêu sản phẩm đặc biệt khác của Kỳ Lân Luxury về đồ da thì sản phẩm này cũng chứa logo Vương Miện, một cái logo biểu trưng cho sự cao quý, một logo biểu trưng cho sự sang trọng và đẳng cấp, bằng vàng nguyên khối đính 3 viên kim cương vuông thiên nhiên. Và sau khi đeo thì mình đeo như thế này, có thể đeo vào người, treo vào ghế ô tô hay treo vào ghế ngồi của chúng ta ở bàn tiệc. Thì cái dây này mình có thể là nó giống như là cái dây đồng hồ chúng ta đeo vậy đó, mình có thể là tăng chỉnh nó rộng hẹp to nhỏ theo ý muốn của mình nha. Rồi, và mẫu tiếp theo thì hai cái này thật ra nó bề ngoài thì nó ná nhau, chỉ khác biệt là bên đây là nắp hít và bên đây thì cái này thì cũng là hít, nhưng mà nó có một cái lỗ nó giữ lại luôn và nó sâu hơn, mình gọi là nắp gài đi ha. Ok, thì chính vì nó là da cho nên mỗi cái sẽ hoàn toàn khác nhau, không cái nào giống cái nào. Đối với những sản phẩm Kỳ Lân làm thì mỗi cái hoàn toàn khác nhau, không có cái nào giống cái nào, và đặc biệt nó đã limited, nó đã độc bản ngay từ con cá sấu khi mà chưa hoàn thành sản phẩm như thế này. Và sau khi hoàn thành sản phẩm như thế này thì mỗi cái Kỳ Lân làm chỉ duy nhất độc quyền một cái, không cái nào giống cái nào, đó là từ độc bản, từ độc quyền, từ con cá sấu rồi mà đến thành phẩm nữa thì nó sẽ trở nên độc bản của độc bản. Và cái mẫu này thì khác mẫu nãy nha, chỉ khác kiểu thôi à, na ná bên ngoài khác nắp và bên trong cũng khác kiểu. Kiểu kia thì mình mặc ngang qua được luôn, còn cái này thì mình chỉ dỡ nắp ra thôi, và bên trong nó có chứa 3 ngăn, một ngăn, hai ngăn và ngăn kéo ở giữa, cũng dây sỏ, cũng dây đeo, và dây đeo này cũng có thể tăng chỉnh cho nó rộng hẹp theo ý mình. Quá đẹp. Và mẫu này cũng unisex, nói chung là riêng những cái mẫu unisex nhỏ nhỏ như thế này thì rất được nhiều quý khách rất là mê, cho nên là Kỳ Lân đã cung cấp rất nhiều này cho rất nhiều anh chị em sanh điệu. Tuyệt vời. Thank you.
Rồi, như vậy là chị Lan đã giới thiệu sơ qua siêu phẩm túi đeo dạng ví mà gọi là unisex dành cho tất cả mọi người dùng được, và chất liệu bằng da bạch tạng. Đương nhiên là tất nhiên là chị Lan sẽ có rất nhiều loại da, và quý khách không thích bạch tạng này thì có thể đặt màu da theo ý muốn. Và chị Lan thì hiện tại chuyên về da cá sấu nhập từ các công ty chuyên thuộc da ở trên toàn thế giới và chuyên cung cấp cho các hãng thời trang lớn ở trên toàn cầu. Vì vậy tất cả những da của chị Lan đã nhập về nó đã độc bản và limited, và nó thuộc trong những cái da rất là chất lượng và hiếm rồi, và cộng với tay nghề kỹ thuật nữa thì tạo nên những mẫu mã nó trở nên tuyệt vời như thế này. Và quý khách nào muốn chọn màu da trước thì xin mời đến với showroom của Kỳ Lăng Luxury để chọn da từ con cá sấu trước, chọn màu da theo ý muốn và chọn màu cái kiểu chất da theo mình ý mình thích. Về da cá sấu cũng như là da đà điểu, và bên trong thì lót thì thường Kỳ Lăng làm là da cá mập hoặc là da bò Nam Mỹ. Tuy nhiên thì có một số sản phẩm thì Kỳ Lăng sẽ dùng da bò, nhưng mà da bò siêu xịn nên chất lượng cũng tuyệt vời, khác với những sản phẩm khác. Và nếu như quý khách ở xa thì có thể kết nối online lên trên website Kỳ Lăng Luxury để chọn màu da, chọn mẫu, hoặc là có online kết nối qua Zalo hotline số 0901 247 247. Kỳ Lăng sẽ gửi mẫu da cho quý khách chọn trước, và Kỳ Lăng sẽ hội ý với khách và trao đổi với quý khách để tạo ra những sản phẩm khác biệt cho bản thân mình, tạo ra những giá trị thời trang cho bản thân mình. Và để mà theo dõi nhiều clip hay, nhiều clip hấp dẫn khác thì xin mời quý khách hãy follow theo dõi subscribe kênh YouTube này cũng như là trang fanpage này để mà theo dõi những clip hấp dẫn sắp tới. Kỳ Lăng cam kết sẽ có rất nhiều clip hấp dẫn, những clip rất là hay, những clip mà quý khách có thể chưa từng xem trong thời gian sắp tới. Và đừng quên theo dõi, đừng quên subscribe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.